Đây là biển, đây là biển Kỳ Nam nhá. Anh còn cái con đùi nữa. Đây là bãi biển Kỳ Nam, anh bãi có biển, con đùi trong kia. Bãi biển Kỳ Nam, cực kỳ rộng, cực kỳ anh phẳng và cát cực kỳ đẹp luôn. Đây là đèo ngang này, Kỳ Anh, đèo ngang. Và ở anh sau lưng là dãy đèo ngang. Đèo ngang. Dãy Hoành Sơn đấy, Hoành Sơn mà Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm có phán một câu rất hay đấy. Hoành Sơn nhất đái vạn đại dung thân. Cho nên là chỗ này là cái bãi biển duy nhất ở Kỳ Nam còn được cái khuôn viên này, đúng không? Còn mỗi bãi từ đầu kia về đây là hết thôi, đúng không? Một đoạn thôi, một đoạn ở trên, một đoạn thôi. Thế nên nó rất là quý, rất là đẹp, rất là hay, và nó sẽ trở thành một trung tâm du lịch của cái khu vực này sau này đi vào Vincom, Vincom như thế đấy. Có phải là bác chính xác anh ạ? Con gì đấy hả bác ơi? Ngao à, ngao, ngao. À, ngao, ngao. Ngao tự nhiên đấy hả? Ngao này không phải ngao nuôi. Ngao tự nhiên. Hay quá nhỉ. Đừng mua mấy chương hứa. Mua hết rồi. Các bác làm, bác làm hết rồi. Sửa à? Nhưng mà con sống à, đúng không? Chắc chết rồi, anh chờ chết rồi, anh chờ chết rồi. Con này về nó vẫn ăn được anh. Ngâm nước biển mà. Ngâm nước biển nó chưa bị hỏng đúng không? Ngâm muối đấy. Ngâm muối đấy. Hả? Bắt ngao, 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 ngao tự nhiên. Ngao này ngon lắm. Anh về đây. Có khi em cứ tắm, không khi lấy quần đùi anh mặc nhờ. Ờ, được. Mấy cái quần, còn mấy quần? Hả? Anh về đây mấy quần? Này của nó có gương được quay đó. Thế thôi đi. Các bạn ơi, đây là trải nghiệm bắt ngao nhá. Bắt ngao ở Việt Nam nhá. Đâu cả linh tử đi. Nói chung là tập thể dục thể thao là ở đây đấy. Gân cơ là cứng ở đây đấy. Lúc xong em cơ bắt ở vườn quận luôn. Hay đấy. Bạn này mà cho mấy bà, mấy bà hài hôn ở đây là đồm. Đi hai hôm nay hết. Đây là các bác này, thanh niên 66 tuổi nhá. Nhưng mà khỏe người rắn tuyệt vời luôn. Thanh niên 66, thanh niên 36 còn theo dài. Gân cơ chắc tuyệt vời. Này con mà lấy được ba họ nữa. Đây, 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 hai con này. Đây, 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 đây. Thành quả là được hai con. À. Đây, nhìn này, đây một con này. Rồi. Con này. À. Còn cái đống này. Đây con. À đây còn nữa. Được ba con. Ngao tự nhiên được ba con. Đấy, thành quả của tôi. Thành quả rồi. Bữa trưa đấy. Rồi rồi. Đấy, bây giờ cất vào đây, bắt đây. Đấy, thế cái này thì đổ đi không nhỉ? Anh Nam tắm không? Thành quả. Thôi anh không tắm. Anh quá hay. Tắm anh người nó lại hơi kiểu lúc khá có một ngày kiếm được khoảng một yến thôi. Không nhiều. Thu nhập khoảng ngao này, ngao này mới là chuẩn. Ngao này ăn thì
quả này đây. Cái này thì một cân thì chú được bao nhiêu rồi chú? Cân 70. Cân tầm... Đây. Đây thành quả của ông đây. Ái da. Ngao nhiều lắm. Chỗ này phải được chục cân đấy. Ngao tự nhiên đấy. Ngao tự nhiên. Ngao qua con chết chết. Con chết chết đấy. Con... Nhưng mà tay nó nhẹ dài ra. À đấy. Tuyệt vời, đây là một bộ môn thể thao mà nó là vui khỏe và vô ích. Tối về bà lại còn vỗ tay khen đúng không? Ừ, ông khỏe bà khen. Tối qua cho tí. Tối bà lại bảo chứ thế thì thưởng cho một tí. Cứ ông khỏe bà khen. Vâng, chào nhá.